Con gái của mẹ đang làm gì thế con? Mẹ ơi, con đã ghi hết tất cả các đồ dùng học tập để mua cho năm học mới rồi nè. Mẹ chỉ cần mua theo những gì con ghi thôi nhá mẹ. Ừ, mẹ nhớ rồi. Mẹ bảo này, lát nữa con mang cái rổ rau này sang nhà cô Hoa, xong rồi con lấy cho mẹ 20.000 nhá. Bây giờ mẹ đi ra ngoài kia có chút việc, lát rồi mẹ về ngay nhá. Vâng ạ. Con ở nhà nhá. Vâng ạ. Áo này của mẹ em đẹp thật nhỉ. Chị mặc cái áo này chắc xinh lắm đấy. Ừ. À đúng rồi, chị dơ lên đi để em vẽ hình siêu nhân vào. Này, không được vẽ bậy vào đây đâu nhá. Con đã vẽ gì đâu ạ? Cô ơi, mẹ cháu bảo mang rau xanh cho cô này. Ừ, cứ để đấy cho cô. Mẹ cấm nhá, đây là quần áo mẹ may cho các anh chị đấy. Vâng ạ. Wow, cô may cái áo đồng phục này cho trường con ạ? Ừ. Đẹp quá cô ạ. Ngày khai trường mà được mặc chiếc áo này chắc là đẹp lắm cô nhỉ. Cháu thích à? Thế cháu mặc thử đi. Cháu chỉ thích thôi, cháu không mua đâu. Áo đồng phục của cháu vẫn mặc vừa. Chỉ là thử thôi, có phải là mua đâu. Cứ thử đi, không sao đâu. Hai đứa ở đây chơi ngoan nhá. Cái áo đồng phục đâu rồi nhỉ? Mai ơi! Nam ơi! Cái đứa này đâu rồi không biết. Hai đứa làm gì đấy? Mai! Cái áo đồng phục cô đưa cháu đâu? Cháu đã sai rồi, cháu sẽ xin tiền mẹ mua cho cô cái áo khác ạ. Nếu mà cháu thích, cháu phải bảo mẹ mua chứ. Sao lại lấy cắp của cô? Cháu không lấy cắp. Không ăn cắp thì là cái gì đây? Tại con ạ. Con nghịch kéo, thế nên máu bị chảy ra. Chị Mai chạy nhanh lấy cái áo dịt lại, thế nên bây giờ cái áo bị bẩn rồi ạ. Em xin lỗi chị. Cô xin lỗi Mai nhá. Cô hồ đồ quá, cô chưa hỏi kỹ gì cả. Mẹ xin lỗi hai đứa nhá. Cháu rất xứng đáng nhận món quà này. Cô mong cháu sẽ mặc chiếc áo mới trong ngày khai trường. Chúc cháu một năm học mới với nhiều thành tích cao trong học tập.